Chào mọi người. Cái mail này là mail tú cầu nha mọi người. Thì bây giờ nắm lắc đã hoàn thành rồi, chuẩn bị là ngày mai cấy. Thì sẽ quay lại cho mọi người xem. Ở đây chúng ta quan sát thấy là bây giờ cái máy nó ồn á, mình tắt đi cho nó đứng lại. Cũng hết lắc rồi, cỡ này là ok rồi. Tùy vào mỗi người mà có mỗi cái sở thích là lắc như thế nào nha. Có người thì thích đặt một xíu, có người thì thích lỏng xíu. Rồi nắm thì nắm thích cỡ này. Giờ dừng rồi đó. Máy bên kia thì đang chạy nha. Rồi thì cũng chia sẻ lại cái kết quả cho mọi người. Vì hôm bữa trước thì nắm cũng có là phân lập rồi. Sau đó là cái truyền qua lỏng đây, rồi lắc, rồi bây giờ cái ra phôi nữa là ok, giao cho khách. Thì khá là đẹp mọi người, độ đồng đều có này. Rồi thì bây giờ nấm sẽ để tĩnh như thế này để cho ngày mai mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa, và sau đó sẽ tiến hành cấy vào lúa. Bên kia thì đi cho lắc thêm tí nữa đi. Rồi, cũng cảm ơn tất cả mọi người cũng quay lại cũng như là chia sẻ để chị chủ chỉ đặt cái mail này nè, để chị thấy được cái quy trình mà từ đầu đến đuôi. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe.